Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Nhìn người qua tướng ăn chính xác hơn tướng mặt. Quý vị thân mến, một chiếc bàn ăn nhỏ mà có thể phản ánh ra diện mạo chân thực nhất của một người. Thường nghe người ta nói rằng qua tướng ăn có thể nhìn thấy bản chất thật của một người. Dù là người nghiêm túc đến đâu thì chẳng có ai là không lộ nguyên hình khi đối diện với một bàn đồ ăn ngon. Nhiều khi qua một bữa ăn, chúng ta có thể nhìn ra một người là người như thế nào. Từ tướng ăn vừa có thể nhìn ra sự tu dưỡng, vừa có thể biết được bản tính và thái độ của một người đối với cuộc sống. Tướng ăn chính là phong thủy. 1. Tướng ăn thể hiện sự giáo dục. Từ xưa tới nay, lễ nghi ăn uống là điều không thể thiếu. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với con người. Chuyên gia ẩm thực Thái Lan là người có nhiều nghiên cứu về tướng ăn cho biết, mọi người cùng ngồi ăn cơm, bản thân mà gắp đùi gà trước là sai. Cha mẹ có dạy như vậy sao? Nhưng ngày nay thịt gà đã không còn giá trị nữa, dù nó được dọn ra đĩa cũng không ai đụng vào. Nhưng không ăn cũng không sao, nếu người mà cầm đũa khẩy một chút rồi cuối cùng không ăn thì cũng là không có giáo dục. Nói xa hơn nữa, có lẽ là do cha mẹ dạy dỗ không tốt. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trong bữa ăn bố mẹ thường nhắc nhở bưng bát lên để ăn, đũa không được khẩy thức ăn trong đĩa, nhai xong rồi mới nói. Chính những lời nói đơn giản này đã dạy tôi kiến thức cơ bản về tướng ăn. Khi tôi chưa bước vào xã hội, tôi không để ý đến tướng ăn mà cha mẹ vốn rất coi trọng. Tôi nghĩ rằng dù sao mình cũng đang ăn ở nhà, tại sao lại phải chú ý nhiều thứ như vậy? Mãi cho đến khi đi làm, tôi có nhiều cơ hội đi ăn bên ngoài hơn và gặp đa dạng những người khác nhau, tôi mới thực sự hiểu tầm quan trọng của tướng ăn. Vừa có người vào bàn ăn, liền như biến thành người khác. Ngay khi món ăn ngon được dọn ra, họ vội vàng gắp luôn, hoàn toàn không để ý đến việc những người cùng bàn đã ăn chưa, bỏ xương đầy ra khắp bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Những người như thế này phần lớn là thiếu giáo dục, ích kỷ và không biết tôn trọng người khác. Người ta thường nói rằng nhìn chi tiết thấy sự giáo dục. Một bát cháo, một bữa ăn, một chiếc bát hay một đôi đũa, tuy là những vật nhỏ nhưng có thể phản ánh hàm dưỡng và phong thái của một người. 2. Từ tướng ăn nhìn thấu tính cách của một người. Trung Quốc nổi tiếng với yến tiệc độc nhất, từ hồng môn yến đến dùng rượu tước binh quyền, chiếc bàn ăn vuông vắn lại mang theo quá nhiều công năng xã giao. Và nhất ngôn nhất hành làm trong bữa tiệc không còn đơn thuần là tu dưỡng cá nhân nữa. Những người có kinh nghiệm thậm chí có thể nhìn tướng ăn của một người mà nhận ra tính khí thực sự ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày của người đó. Những người lịch sự với người phục vụ là người tốt bụng và đồng cảm. Người ăn từ tốn, tính tình ôn hòa, nói chuyện tao nhã. Có người thích gắp rất nhiều thức ăn trên đĩa, nhưng không ăn, phần lớn đều tham lam, không biết tiết kiệm. Người thích nhai một cách thoải mái là người không bị ràng buộc bởi tiểu tiết, độ lượng, hào phóng với người khác. Một nhà văn kể lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông giàu có mời một nhóm nhà văn đi ăn tối, đặt một nhà hàng rất sang trọng. Khi ăn tôm ăn phải ruột bẩn của tôm, ông ta giận tím mặt, đập bàn hét lớn, phục vụ, qua đây. Đồng thời, ông ta liên tục nói ra những lời thô tục, khiến những người cùng bàn không dám nhìn thẳng. Đó là một ví dụ nhỏ mà ai cũng thấy vấn đề, chỉ có duy nhất người gây ra nó lại không nhận ra vấn đề. Một chiếc bàn ăn nhỏ phản ánh diện mạo chân thực nhất của một người. Bậc thầy về lễ nghi đẳng cấp thế giới đã nói, người giỏi quan sát có thể biết được
bối cảnh gia đình cha mẹ bạn như thế nào và trình độ giáo dục của bạn ra sao chỉ trong một bữa ăn. Khí chất, tính cách của một người có thể được nhìn thấy rõ nhất qua cách ăn uống. 3. Tướng ăn chính là phong thủy. Trong tác phẩm Từ đồ ăn nhìn ra nhân cách, nhà văn người Đài Loan Lâm Thanh Quyền đã nói: con người luôn chọn thứ mình thích. Những thứ đó thường rất gần với tính cách và bản chất của chính họ. Vì vậy, nhân cách của một người có thể được nhìn thấy được qua thức ăn của anh ta. Người có tướng ăn tốt, không lấy bản thân làm trung tâm, biết ân cần, quan tâm đến cảm xúc của người khác, tâm mang thiện lượng, may mắn tự tìm tới. Ngược lại, người có tướng ăn không tốt khiến người khác muốn tránh xa ngay. Một cư dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Anh đã từng gặp một cô gái kỳ lạ như thế. Đó là bất kể anh ăn gì, cô gái đó luôn nói ra những điểm không tốt của món ấy. Ví dụ, khi cư dân mạng này ăn tiết canh vịt, cô ấy sẽ nói tiết canh vịt bây giờ đều là giả, đều có vấn đề. Anh ăn rau mùi thì cô nói mùi vị của nó đáng sợ, vậy mà anh cũng ăn. Nghe vậy, anh đã không còn hứng thú ăn uống nữa, từ đó cũng không mời cô ăn tối cùng nữa. Sự không hòa hợp trong bữa ăn thực sự còn đáng sợ hơn sự không hòa hợp về quan điểm. Ngồi cùng bàn ăn mà không tôn trọng sở thích của người khác thì dù chỉ là một bữa ăn cũng đã quyết định việc người khác sẽ tránh mặt bạn hay có ý muốn tiếp cận bạn. Những người có tướng ăn tốt, trong tâm có sự lương thiện, đối tốt với người khác, họ làm việc gì cũng có chừng mực và họ sẽ cân nhắc đến toàn diện. Họ quan tâm đến những người xung quanh, khiến mọi người cảm thấy an toàn và vui vẻ hòa đồng. Những cơ hội tốt cũng từ đó mà tự nhiên tới. Tướng ăn của một người chính là phong thủy của người đó. 4. Người có tướng ăn tốt sẽ hiểu cuộc sống hơn. Người có tướng ăn tốt, dù chỉ bóc vỏ cũng gọn gàng, sạch sẽ. Cho dù họ đói đến đâu, khi ngồi trước bàn ăn, trông họ vẫn bình tĩnh và thoải mái. Những người có thể kiểm soát bản thân trước đồ ăn ngon nhất định là những người rất có kỷ luật với bản thân. Những người có tướng ăn tốt sẽ không qua loa với cuộc sống. Việc đặt một bình hoa trên bàn, trải khăn trải bàn, bày biện bát đũa hay bữa ăn tự nấu đơn giản nhất, họ cũng có thể làm một cách sang trọng và tinh tế. Người ăn uống tao nhã thích ăn, biết ăn và biết nấu những món ăn ngon. Có một nhà văn lớn, người vừa biết thưởng thức vẻ đẹp của món ăn nhưng cũng sẵn sàng xuống bếp tự nấu cho gia đình và bạn bè. Anh đặt tâm bận rộn nấu nướng vài giờ, và điều hạnh phúc nhất của anh là nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ. Mong rằng trong chúng ta, ai có thể rèn luyện bản thân trở thành một người có tướng ăn tốt, một người có phẩm cách, nội tâm thiện lương, hòa nhã và mạnh mẽ, gặp gỡ nhiều người có phẩm cách tương hợp và cùng nhau ăn những món ăn ngon trên thế giới. Cổ nhân có câu: kết bạn kết chân tâm, nhìn người nhìn nhân phẩm. Cổ nhân từ xưa đã quan sát, đúc kết kinh nghiệm nhìn người thông qua tướng ăn và những biểu hiện của một người trên bàn ăn để đánh giá nhân phẩm của họ. Sẽ không ai ngốc nghếch đến mức cứ thấy ai liền nói về khuyết điểm của mình. Đa số những người chúng ta gặp trong cuộc sống thường khoe khoang những ưu điểm và năng lực của họ. Họ ít khi để lộ ra những thiếu sót và khuyết điểm của mình. Hành vi của một người thường bị ảnh hưởng bởi thói quen. Bởi vậy, muốn nhìn rõ nhân cách của một người, bạn có thể mời họ một bữa ăn. Quý vị thân mến, với những biểu hiện cụ thể trên bàn ăn của loại người sau đây thì chắc chắn là nhân phẩm không tốt, quý vị không nên kết giao. 1. Mắng người phục vụ.
có một loại người thường xuyên cậy quyền bắt nạt kẻ yếu. Họ thường niềm nở tươi cười với những người có địa vị cao hơn mình. Đối với những người có thân phận thấp hơn, họ sẽ coi thường và thường xuyên bắt lỗi. La mắng người phục vụ trong quán ăn là biểu hiện trực tiếp của tu dưỡng cá nhân thấp kém. Tục ngữ có câu: người thượng đẳng nâng đỡ người, người hạ đẳng dẫm đạp lên người. Người có nhân phẩm kém cỏi thường thích nhục mạ, dẫm đạp lên nhân cách của người khác. Cần biết rằng, một người càng bất tài vô dụng lại càng thích quát nạt, ức hiếp kẻ yếu. Họ sẽ thỏa mãn cảm giác vượt trội của mình bằng cách chà đạp lên sự tự tôn của người khác. Người thân thiện và đối xử tốt với kẻ mạnh hơn mình, điều này không chứng minh rằng tính cách của họ là tốt. Người thật sự có nhân cách tốt đẹp thì vô luận là kẻ yếu thế hay có thế mạnh hơn mình, họ đều giữ được sự tôn trọng đối với tất cả mọi người. 2. Tùy tiện gắp thức ăn. Một trong những lễ nghi khi ăn uống chính là mỗi người không được tùy tiện lật gắp thức ăn, không chọn đồ ăn riêng cho mình, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người. Ăn uống là một việc khiến con người thư giãn, trong quá trình đó cũng dễ dàng nhìn thấy bản chất của một người. Bàn về ăn uống, mỗi người đều có khẩu vị khác nhau. Kén ăn không phải điều gì quá đáng, nhưng việc tùy tiện gắp và lật thức ăn lại cho thấy rằng nhân phẩm của người đó không tốt. Làm người cũng giống như việc ăn uống, việc bạn không thích thì có thể không làm, món ăn bạn không ưa thì có thể không ăn. Nhưng bạn không thể hoàn toàn làm ngơ trước cảm nhận của người khác. Trong lúc ăn thì không thể thích gì gấp là gấp, gấp liên hồi theo cách bản thân mình muốn, mà không nghĩ đến những người bên cạnh. Người có thói quen chỉ lựa đồ ăn ngon cho riêng mình là người ích kỷ, chỉ biết lợi cho riêng mình. Nếu kết giao lâu dài với những người như vậy sẽ là một tai họa vô cùng lớn. Tránh xa người ích kỷ cũng là cách bạn tránh xa những phiền toán không đáng có trong cuộc sống. 3. Ăn uống no say, nói chuyện lung tung thái quá. Hành vi của một người khi uống rượu say thường sẽ phản ánh những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm của họ. Có người sau khi uống rượu say thì liệm đi không nói được gì. Họ thường là những người không muốn gây phiền phức cho người khác. Có những người khi say rượu lại nói lảm nhảm lung tung. Họ thường không thể giữ được bí mật của mình, hơn nữa còn gây xích mích với người khác, thậm chí đánh nhau vì nói những điều không phù hợp. Khi kết giao với ai đó, tốt nhất chúng ta không nên thân thiết với những người nghiện rượu. Những người nghiện uống rượu thường thích ba qua, khoác lác. Sau khi say rượu họ thường làm ra một số sự việc thái quá. 4. Tránh trả tiền quá đơn. Khi nói đến vấn đề ăn uống, chúng ta không thể tránh được chủ đề quá đơn thanh toán. Những người tránh thanh toán quá đơn khi ăn là người thích chiếm lợi cho riêng mình. Loại người này đặc biệt khoa trương khi gọi món. Đến khi mọi người thanh toán tiền thì họ là người đầu tiên tìm cách để tránh né. Để xem một người có đáng tin cậy và thân thiết hay không, điều đó phụ thuộc vào việc đối phương có rộng lượng và chân thành hay không. Những người hào phóng, chân thành thường không quan tâm đến lợi ích nhỏ nhoi và họ sẽ không né tránh việc thanh toán tiền sau khi ăn. Những người chân thành sẽ không lợi dụng chiêu trò để tránh trả tiền ăn. Nếu khi kết thúc bữa ăn, việc thanh toán quá đơn trở thành một vấn đề đáng xấu hổ giữa hai bên, điều đó có nghĩa rằng mối quan hệ đó thật vô nghĩa, khó có thể tiến xa. Trong một bữa ăn, người chủ động muốn thanh toán quá đơn, họ có thể không nhiều tiền, nhưng điều đó thể hiện rằng họ rất trân trọng mối quan hệ này. Kết bạn thâm giao cần phải có sự chân thành. Điều này cần dựa vào phẩm chất đạo đức của mỗi người. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn nữa nhé. Xin kính chúc quý vị các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.